Bây giờ anh sẽ có một cái từ, một câu thách đố này cho bé nha. Bây giờ trước tiên cái trò này chỉ làm bằng một tay thôi. Bây giờ bé chọn, anh sẽ cột một tay với lại bé chọn đây nè. Đúng không? Rồi, xong rồi. Giờ anh sẽ cột một tay quá lại nha. Rồi đưa cái tay ra sao đi. Rồi, chơi ra. Cũng chắc thế vậy. Rồi, bây giờ anh sẽ đổ nước cho đầu cái ly đây. Ôi mẹ, mẹ có gỡ ra được không vậy? Lâu Mẹ bị bật khóa rồi. Rồi, rồi. bây giờ nhìn kỹ nha. Đổ nước này nha. Hơi chặt quá. Để mình sử dụng một tay mà trò này mình chỉ làm bằng một tay thôi. Rồi. Bây giờ điều kiện của anh đưa ra là bé hãy dùng hai ngón tay thôi. Hai ngón tay thôi có thể bưng cái ly nước lên. Có nghĩa là miễn sao nó bưng cái ly nước lên trên không này nè mà nước không đổ xuống là chiến thắng. Nếu bé thắng thì ngày mai anh sẽ rửa chén nấu cơm nguyên ngày. Chưa? Còn bé thua là ngày nào bé cũng nấu cơm với đưa chén béo. Ok. Mà mày cứu Nhớ sử anh. dụng bằng hai ngón tay thôi nha. Giấu qua đây chứ. Giấu qua đây. Các mẹ làm nè. Thầy giấu các mẹ làm này nha. Mà mày cứu anh không mày? Ba ngón được không? Không, hai ngón thôi. Cầm cái ly lên bằng hai ngón thôi nha. Hai ngón thôi. Bằng hai ngón này thôi, không được đụng mấy ngón này nha. Hai ngón này thôi, Đúng ngón rồi, này hai không ngón được. này thôi. Đúng rồi. Làm sao mà cầm cái ly lên mà nước không đổ. Ba ngón không? Đừng không hai ngón thôi, cầm lên mà hai ngón thôi, đơn giản như đang giỡn. Đổ nước ra ngoài là thua nha. Đổ nước ra ngoài là thua đó. Phải khô hết á. Không, nước không được ấy ra ngoài Đúng nữa rồi, nước không được đổ ra ngoài, ra ngoài là thua. Ngày ta trả bàn rồi. Anh. Nước gì sao? Bé thua thua đó. Thôi chưa? Thua. Chuẩn bị nấu cơm để chén nguyên năm nè. Nè. Ước thì để làm bớt cho nè. Anh làm được không? Đó được, đây. Hả? Này. Nếu anh làm không được thì sao? Rửa chén nguyên năm, coi nè. Anh mà làm không được anh rửa chén cho bác nghe chưa? Dùng hai ngón nè. Nè. Thấy chưa? Này, còn không đổ nữa là quá đơn giản. Ha 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 ha